Được Nhật Bản.com chào tất cả anh em đường thủ. Hôm nay em tiếp tục lên cần về cho anh em câu. Cần em bán ra là chưa bao gồm phí ship. Phí ship là 35.000 trên một đơn hàng nha, ship toàn quốc. Anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0794559193, Zalo cũng vậy nha, 0794559193. Rồi, đầu tiên em xin phép lên cần. Đầu tiên em xin phép lên cần là một cái cần độ dài là 2m4, chất liệu là fit, ngoại hình cần là rất là đẹp, mới long lanh luôn nha. Đây. Ngoại hình cần mới long lanh. Tay cầm là cuốn chỉ thế này nè. Rồi, cây này mã số 1, độ dài 29, à 24, chất liệu fit nha. Rồi, này cứng mấy hát. Rồi, em này là cứng là 3H, độ dài 24, chất liệu fit, đọc rút ra là đẹp mới long lanh luôn. Rồi, cây này mã 1. Mã 1 này để cho anh em giá là 230k. Mã 1, 230k nha. Cứng 3H là rất hiếm. Rồi, 230k. Rồi em có bán phao thông minh. Đây, em có bán cước cung nhện nha. Cước cung nhện là 0.38, 0.44 và 0.50. Giá là 300 giá là 40.000 một cuộn. Rồi. Phao thông minh là 20.000 nha. Rồi, tiếp tục mã số 2. Mã số 2 là một con một cây cần tay, độ dài là 2m7, chất liệu fit, ngoại hình cần đây. Độ dài 2m7, ngoại hình cần có xe sức nhẹ nhâm nhâm này, siêu nhỏ nhẹ, độ dài 2m7 nha. Cây này là rồi, siêu nhỏ nhẹ, độ cứng là 1,5H. Siêu nhỏ nhẹ, độ cứng là 1,5H, chất liệu là mã 2. Mã 2 chất liệu là carbon, giá cái này là mã 2 2m7, chất liệu là carbon, giá em này là 300k. Mã số 2 300k. Carbon. Tiếp tục mã số 4. Mã số 4 là một cây cần và cần tay. Một cây cần tay độ dài là 2m45, chất liệu fit, ngoại hình cần đây. Ngoại hình cần. Chất liệu fit đỏ cao cấp nha, ngoại hình cần 2m45, chất liệu là fit đỏ. Mã số 4. À mã số 3 chứ. Mã số 3. Rồi, mã số 3 này cứng là 1,5H, đầu hình tháp. Cứng 1,5H, đầu hình tháp này là hai cái kiểu y như nó nấu lại vậy á. Đó là đầu hình tháp. Rồi, em này mã số 3 chất liệu fit, độ dài là 2m45. Rồi cây này để cho anh em giá là 200k. Mã số 4. 200k cần tay. Tiếp tục mã số 5. Số 5 là một cây cần mini rút, độ dài là 2m4, cây này là thu gọn lại là 60 cm. Rồi cái này là thu gọn 60 cm, dàn khoen đây, dàn khoen của nó đây. Loại này mi rút tải cá tầm khoảng 3 kg đổ lại nha anh em, 3 kg đổ lại. Rồi cái này cứng tầm ML, tải cá tầm 3 kg đổ lại. Đây, ngoại hình đọc rút ra này, đọc rút ra còn rất mới luôn. Rồi em này mã số 4, chất liệu là rồi. Em này chất liệu là carbon pha, độ dài là 2m4, thu gọn 60 cm, bát là hãng vàng. Rồi em này là của thằng Hàn Quốc xuất Nhật nha. Khắc tem vàng rất đẹp này, 2m4. Carbon pha. Rồi em này mã số 4. Mã số 4 này để cho anh em giá là 230k, mã số 4 230k nha. 2m4. Tiếp tục mã số 5. Mã số 5 là một cây cần tay. Một cây cần tay là một cây cần tay độ dài 36, chất liệu là fit, ngoại hình độc, ngoại hình cần đây. Mới long lanh luôn. Rồi hàng Sapa, độ dài 36, chất liệu fit, ngoại hình cần mới long lanh 36 nha. Độ cứng cây này là 1,5H. Đầu rút ra này. Rồi em này mã số 6. À mã số 5. Đâu? Mã số 5 là chất liệu là carbon nha. Carbon thường. Rồi, mã số 5. Cái này để cho anh em giá là 36. Chất liệu là carbon. Rồi, để cho anh em giá cái này là 320k. Cả tặng cho một anh em một phao thông minh nha. Một phao thông minh. Rồi, cái này mã số 5. 320k carbon. Tiếp tục mã số 6.
Mã số 6 cũng là một cây cần cần rút mini, độ dài là 2m7, cây này thu gọn lại là 80cm nha. Dàn khoen này thu gọn lại 80cm. Loại này tải cá tầm thử 3-4kg nha, cứng tầm khoảng 25 của mi rút. Đây đột rút ra cũng rất mới nè, đây đột rút ra cũng rất mới. Rồi em này mã số 6, chất liệu phíp, độ dài 2m7. Cây này là hàng của thằng Japan này, Waku 2m7. Đây nội hình cần bắt hãng bạn thế này nha, dàn khoen. Rồi em này số 6, chất liệu phíp, độ dài là 2m7. Rồi cây này để cho anh em giá là mã số 6. Rồi cây này để cho anh em giá là 250k, độ dài 2m7. Tiếp tục mã số 7. Rồi mã số 7 là một cây cần là cần rút mini, chất liệu là carbon. Cây này là thu cũng 2m7, thu gọn lại là thu gọn cây này là 70cm. Dàn khoen đây, dàn khoen là ở xứ xám, chất liệu là carbon. Rồi cây này là tải cá tầm khoảng 3-4kg thôi đấy. Rồi em này mã số 7, ngoại hình cần có bị trầy xước đây nè. Rồi chất liệu là carbon, mã số 7, phát hãng vặn, dàn khoen đây, dàn khoen là ở xứ xám. Rồi em này mã số 7, chất liệu carbon, độ dài 2m7. Rồi cây này để cho anh em giá là 500k, mã số 7, 500k. Tiếp tục mã số 8. Mã số 8 cũng là một cây cần tay. Rồi mã số 8 là mã số 18 này, độ dài là 5m4. Độ dài là 5m4 nha. Đây. Một cây cần tay giả trúc, độ dài là 5m4. Đấy, ngựa hình cần này. Cái này cứng là 1,5H. Đầu khúc ra này, có thể xíu dâm dâm nha. Đấy. Rồi em này mã số 8, ngoại hình cần mới long lanh. Rồi em này mã số 8, chất liệu là 5m4, chất liệu là carbon. Rồi cây này để cho anh em giá là 500k, mã số 8, 500k, chất liệu là carbon nha. Tiếp tục mã số 8. Tiếp tục mã số 9. Mã số 9 là một cây cần 2 khúc, chất liệu là phít đặc siêu bền màu đồng cấu đá. Hai khúc chất liệu là phíp đặc siêu bền màu đồng cấu đá, pad là pad hãng vặn thế này, dàn khoen nóc nha. Rồi hai khúc, độ dài là 1m65, chất liệu là phíp đặc siêu bền. Rồi cây này để cho anh em giá là 250k. Loại này là thích hợp cho anh em lưu rê lóc câu biển này, gọi là cần đa năng. Hai khúc phíp đặc siêu bền. Rồi 1m65, 250k, mã 9. Tiếp tục mã số 10. Mã số 10 là một cây cần ISO khoan nhỏ. Mã số 10 là một cái cần ISO khoen nhỏ, chất liệu là carbon sóng vòng. Rồi ngoại hình cần là mới long lanh nha. Rồi pad pussy, chất liệu là carbon hai da sóng vòng này. Đây. Rồi em này là độ máy đột một, độ dài 5m4 của thằng Suzumi nha. Đây, hàng Suzumi thì khỏi phải bàn luôn. Đấy. Chất liệu là carbon hai da sóng vòng. Rồi em này mã số 10, mã số 10 này để cho anh em giá là carbon hai da nha. Rồi cái này để cho anh em giá là 1,2 triệu, ISO khoen nhỏ, cần tay trợ máy, đột một, độ dài là 4m50, hàng Suzumi, chất liệu là carbon hai da sản phẩm nha. Rồi mã số 10, 1,2 triệu. Tiếp tục mã số 11 là một cây cần mi rút, tiếp tục là một cây cần mi rút, độ dài là 2m4, thu gọn cây này là 60 đây. Thu gọn cây này là 70cm. Dàn khoen là ở xứ xám thế này đây. Dàn khoen là ở xứ xám nha. Rồi. Cái này là cứng, là cứng 27. Tải cá tầm khoảng 3-4kg thôi. Rồi mi rút, độ dài là 24, hàng made in Japan nha. Rồi cái này để cho anh em giá là chất liệu là gì đây. Rồi cái này là chất liệu là phíp đỏ. Em có hai cây giống nhau này. Mã số 11 với mã số 12 giống nhau này, một cặp này. Rồi một cây để anh em, để cho anh em giá là 300k nha. Mã 11 300k, 12 cũng 300k luôn, giống nhau luôn, hai cây giống nhau y đúc luôn nha. Hàng Japan cũng độ dài 2m4, nhau y đúc luôn. Rồi 11 12. Tiếp tục 13 là một cây cần sút
một cây cần sút Daiwa Japan sút nha, sút power, độ dài là 4m20, độ cứng 30 này, thích hợp cho anh em đánh bạc biển, câu đánh lộc xa bờ nha. Bát Fuji dàn khoen đây, dàn khoen Fuji gặp xứ xám. Rồi cái này cứng 30 này, cứng 30, độ dài là 4m20 đây, đọc rút ra này. Rồi em này mã số 13 chất liệu là phíp đỏ, độ dài là 4m20. Rồi cái này để cho anh em giá là 650k nha. Phíp đỏ là cực kỳ cao cấp luôn, anh em đánh là cực thích luôn, nó phải ngon hơn carbon thường luôn á. Mã số 13 650k. Tiếp tục mã số 14. 14 là một cây cần tay, 14 là một cây cần tay độ dài 4m2. Đây. 14 là một cây cần tay độ dài là 4m2 đây. Đấy. Hàng giả trúc nha, ngoại hình là đây. Đấy, hàng giả trúc mã số 14, độ cứng mấy hát. Độ cứng cái này là 1,5H, chất liệu phíp, đọc rút ra này. Đấy, đọc rút ra mới long lanh luôn. Rồi, chất liệu phíp, độ dài 42. Rồi, cái này để cho anh em giá là hàng Shimano Japan nha. Rồi, cầm cho anh em một phao thông minh, một hộp cước nhẹn. Rồi, con này là mã 14. 14 này để cho anh em giá là 300k. 14, 300k nha. Combo cho anh em. Tiếp tục mã số 15. 15 là một cây cần Daiwa Japan, độ dài là 4m5. Đây, rồi chất liệu là carbon sáng bồng nha. Chất liệu là carbon sáng bồng Daiwa Japan, độ dài 4m5. Đây, người hình cần. Rồi em này mã số 15. 15 chất liệu là carbon, độ cứng em này mấy hát. Rồi độ cứng em này là 2,5H, chất liệu phíp, đọc rút ra thì mới long lanh thế này nè. À, chất liệu là carbon nha, chất liệu là carbon sáng vòng, mới long lanh thế này nè. Rồi em này mã 16, à 15. 15 này để cho anh em giá là 500k nha. 4m5, chất liệu là carbon 500k. Mã số 15. 15 tặng anh em một phao câu đài thông minh. Đấy. 500k, mã 15. Tiếp tục mã số 16. 16 là một cây cần tay, 16 là một cây cần tay độ dài là 5m4, chất liệu phíp. Đây, ngoại hình cây cần này cũng phôi màu là dòng cao cấp nha. Ngoại hình cần có bị sợi xước này. Đấy, sợi xước đây nha. Đấy, xước này. Rồi, mã 16. Độ cứng mấy hát? Rồi, độ cứng em này là 1,5H. Đọc rút ra này. Rồi, cần tay giả trúc độ dài là 5m4. Đấy. Độ dài 5m4 nha. Đọc thì rút ra thì còn rất mới luôn. Rồi cây này để cho anh em giá là có hội hình có sơ xước này. Rồi cây này để cho anh em giá là 300k, cộng một phao câu đài thông minh 300k, 5m4, mã số 16, 300k. Tiếp tục mã số 17. 17 là một cây cần ISO khoen nhỏ, 17 là một cây cần ISO khoen nhỏ, độ dài là đột 4, độ dài 48. Pat Pussy dàn khoen là Fuji ISO nhỏ nha, Fuji ISO nhỏ, cần tay trợ máy đột 4, độ dài 48, chất liệu là phíp đỏ cao cấp nha, 48, rồi ISO khoen nhỏ, giá cái này là 350k, mã số 17, 17 nha, 350k, đột 4, độ dài 48, pad Fuji, dàn khoen là Fuji ISO nhỏ. Giá là 350k, ngoại hình đọc rút ra mới long lanh luôn. Đây, đọc rút ra còn mới nha, có sơ xước gần gần nhẹ nhẹ thôi. Rồi 17, 350k. Tiếp tục mã 18. 18 là một cái cần sút, 18 là một cái cần sút độ dài 39, Pat Pussy dàn khoen đây. Dàn khoen Fuji gặp là còn khoen nhẵn là khoen Fuji xứ xám nha. Rồi em này cứng là 27, độ dài là 3m, cứng 27, độ dài là 3m95, hàng Shimano Japan, đọc rút ra mới long lanh luôn này, Shimano Japan nha, đọc rút ra mới long lanh, đây, 3m95 Shimano này, đấy,
Shimano nha, ngoại hình càng còn rất mới. Rồi giá em này là, rồi giá em này là 500k, mã số 18, 500k. Suit 3m95 Shimano. Chất liệu là phím đỏ nha. Chất liệu là phím đỏ mã 18. Rồi tiếp tục mã 19. 19 là một cây cần mini rút, một cây cần mini rút độ dài là 1m65, thích hợp cho anh em lưu rê lóc máy ngang này. Pad là pad hãng bạn, dàn khoen đây, dàn khoen là ở xứ xám. Rồi cây này cứng là, rồi cây này là Hàn Quốc xuất Nhật, cứng tầm ML, thích hợp cho anh em lưu rê lóc máy ngang nha, máy ngang máy đứng loại này câu gì cũng được hết. Rồi độ dài 1m65, tải cá tầm khoảng 3 kg, mã 19, giá em này là 250k, 19 250k. Mi rút thu gọn 40 cm, 250k. Tiếp tục mã số 20. 20 là một cây cần tay độ dài là 4m50, một cây cần tay độ dài 4m50, chất liệu là phíp nha. Đây ngoại hình cần này, 4m50 chất liệu phíp ngoại hình cần. Rồi em này mã số 20. 20 độ cứng là 1,5H, đầu rút ra này. Rồi em này mã 20, chất liệu là phíp, độ dài là 4m20, hàng Alpha Techco, Made in Japan nha, Alpha Techco, ngoại hình cần cắt sơ xước nhẹ. Rồi cây này mã 10, 20, 20 này để cho anh em giá là 4m20, cắt sơ xước. Rồi cây này để cho anh em giá là 260k, cộng phao câu đài thông minh. Mã số 20, 260k, cộng phao câu đài thông minh. Cộng một cước công nhận nha, một hộp cước công nhận, một phao câu đài thông minh, mã 20, 260k. Tiếp tục mã 21. 21 là một cây cần carbon, một cây cần carbon độ dài là 4m50, một cây cần tay carbon độ dài 4m50, chất liệu là carbon sáng vàng. Chất liệu là carbon sáng vàng này, đấy. Rồi mã 21, chất liệu là carbon sáng vàng, độ cứng em này mấy H. Rồi độ cứng em này là 1,5H, chất liệu là carbon sáng vàng. Đây. Đấy. Rồi em này mã 21, 21 này để cho anh em giá là carbon 4m50. Rồi cây này để cho anh em giá là cây này là của thằng nào đây. Rồi cây này là của thằng Daiwa carbon pano 450S. Rồi mã 21, 21 này để cho anh em giá là 800k, cộng một hộp cước công nhận mà một phao đài câu đài thông minh nha. 800k, mã số 21, 800k, cộng vào. Tiếp tục mã số 22. 22 là một cái cần ISO, ISO khoen lớn Pat Pusi, độ cái này là độ dài là 5m34, dàn khoen là Fusi, dàn khoen Fusi nha. Em này là đột 3, độ dài là 5m34, chất liệu là carbon sáng vòng, carbon hai da sáng vòng nha. Đây carbon hai da này, carbon hai da sống vòng này. Rồi em này mã 22, đột rút ra thì mới long lanh, đột rút ra mới long lanh nha, carbon hai da sống vòng, pad là Pusi, hàng của NFT. Mã số 22, 22 này để cho anh em giá là 22, rồi để cho anh em giá là 1.600.000, mã 22. Tiếp tục mã số 23. 23 là một cây cần tay, một cây cần tay độ dài là 6m2, cái này là của thằng Shimano luôn. Một cây cần tay độ dài 6m2 của hàng Shimano Japan. Rồi, 6m2 Shimano này. Độ cứng em này mấy H? Rồi, độ cứng em này 3H. Đọc rút ra này. Rồi, đọc rút ra này, đẹp long lanh luôn. Đọc rút ra phô càng đẹp mới long lanh luôn nha. Rồi, em này mã số 23. Rồi em này chất liệu là phíp đỏ, độ dài là 62 Shimano Japan, giá em này là 500k, 500k, mã số 21 này. Tặng cho anh em một hộp cước công nhận, một con phao câu đài thông minh 500k, mã số 23, 500k. Tiếp tục mã số 24. 24 là một cây cần tay, một cây cần tay độ dài là 5m4. Rồi một cây cần tay tem vàng, độ dài 5m4, còn tem nhặt này. Đấy, còn cái tem nhặt này. Đây ngoại hình cần thì mới long lanh luôn, độ dài 5m4, ngoại hình cần mới long lanh. Rồi mã
số 24 5m4. Độ cứng cây này là 1,5H, đọc rút ra này. Đọc rút ra mới long lanh luôn. Rồi mã số 24. Rồi, cái này là chất liệu là carbon nha, chất liệu carbon thừa. Rồi, em này có khắc tem Nhật này. Người ta có khắc tem Nhật rất đẹp này. Đấy. Rồi, cái này để cho anh em giá là 400k cộng cho anh em là một cước cung nhạy, một phao cổ đài thông minh. Carbon nha. Carbon 400k mà còn mới long lanh luôn. Nhưng mã 24 400k. Tiếp tục mã 25. 25 là một cây cần tay. Rồi, 25 là một cây cần tay do người Nhân Nhật làm. Một cây cần tay độ dài là 36 do người Nhân Nhật làm nha, khắc tem này. Khắc tem rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy, rồi em này mã 25. 25 độ dài là 36 do người Nhân Nhật làm nha. Rồi chất liệu là phíp đỏ. Chất liệu là phíp đỏ, độ cứng em này mấy H? Độ cứng em này 1,5H thôi nha. Cứng 1,5H mã 25. Đầu cúc ra thì mới long lanh luôn do người Nhân Nhật làm. Rồi cái này để cho anh em giá là 330k cộng cho anh em một phao cổ đài thông minh và một hộp cước công nhẹ. Rồi 330k do người Nhân Nhật làm này. Cần siêu nhỏ nhẹ, cái này nó nhẹ tương đương cần carbon luôn. Rồi mã 25, 330k, mã 325. Tiếp tục mã 26. 26 là một cái cần hai khúc, chất liệu là phíp đặc siêu bày nâu đồng cấu đá. Pass là pass thẳng bằng thế này. Dàn khoe inox thế này nha. Rồi hai khúc độ dài 1m65. Chất liệu phíp đặc siêu bày nâu đồng cấu đá. Thích hợp cho anh em lưu rê lóc, câu biển đồ rất ok luôn. Rồi mã 26, 250k, hàng mắt in Japan. Nào đi nha. Tiếp tục mã số 27. 27. 27 là một cây cần 27 là một cây cần tay hàng của NFT, chất liệu là đây. Đấy. Chất liệu là phíp nha. Rồi, NFT có bọc hết mấy lóng đầu cần này. Chất liệu là phíp, bọc hết mấy lóng đầu cần rất đẹp này. Rồi, cây này cứng mấy hát. Rồi. Cái này là cứng là 2H. Hàn NFT. Đầu quốc ra có vị sẽ xước dâm dâm nhiều nè, thấy không? Đấy. Rồi, mã số 27. 27 độ dài bao nhiêu đây? 27 độ dài là 6m3, hàng của NFT. Ngoại hình càng có sẽ xước đây nè. Đấy. Rồi, cái này mã 27 để cho anh em giá là 500k, cộng cho anh em một hộp cước công nhận, một phao câu đài thông minh. Rồi, mã số 27, 500k, 6m3, hàng NFT. Cộng combo nha. Cộng cước. Cộng phao. 500k. Tiếp tục mã 28. 28 là một cái cần ISO khoe nhỏ. Rồi, một cái cần ISO khoe nhỏ. Pad Pussy, dàn khoe là Pussy ISO nhỏ. Rồi, em này là chất liệu là phíp đỏ nha. Chất liệu là phíp đỏ. Đọc máy. Rồi em này là đầu khai độ dài là 45, chất liệu là phíp đỏ, đầu cúc ra này. Đầu khai độ dài 45 nha, chất liệu là phíp đỏ, mã 28. 28 là để cho anh em giá mấy trăm k hà. Rồi, 28. Pat Pussy. Dàn phèm Pussy ý số nhỏ cần tay trợ máy, mã 28, giá em này là 300k. 45 đầu khai. Tiếp tục mã số 29. 29 là một cái cần ISO carbon 2 da. Một cái cần ISO carbon 2 da nha. Đây, 2 da carbon 2 da này. Đấy. 2 da xanh ít nha. Pad Fuji carbon 2 da. Dàn khoe là Fuji ISO nhỏ. Rồi, em này là độc máy. Chất liệu là carbon sống vào. Carbon 2 da nha, ISO khoe nhỏ.
Rồi, carbon hay da sóng vòng. Rồi em này mã số 29. ISO khoe nhỏ đột 1, độ dài 4,5. Rồi cái này để cho anh em giá là 1,6 triệu. 1,6 triệu nha, carbon hay da sóng vòng. 1,6 triệu mã 29. Tiếp tục mã 30. 30 là một cái cần sút độ dài 24 pad full dàn khoen này, dàn khoen là ở xứ xám. Độ cứng em này là rồi. Mã 30. Sút độ dài 24 chất liệu phíp, độ dài 24 như pad pussy. Độ cứng 25, dàn khoen là ở xứ xám. Rồi cây này để cho anh em giá là 300k. Sút thu gọn cây này tầm 80 cm. 90 cm chứ, pad thường nha. Dàn khoen là khoen lại xứ xám, giá 300k, mã 30. Độ dày 24. Tiếp tục mã số 31. 31 là một cây cần sút, một cây cần ISO khoen lớn chứ. Một cây cần sút Shimano, độ dài là ngoại hình một cây cần sút hàng Shimano này, chất liệu là phíp đỏ này. Chất liệu là phíp đỏ nha, pad là Pusisic. Pad là Pusisic. Cái này là độ cứng, độ dài là 3 m nha. Đây dàn khoen đây. Độ dài 3 m. Rồi. Chất liệu là phíp đỏ. Ngoại hình đầu rút ra mới long lanh luôn này. Ngoại hình cần rút ra mới long lanh. Rồi, độ dài 3 m hàng Shimano Japan, thích hợp cho anh em hàng siêu tầm, cực kỳ mới luôn. Shimano cực kỳ đẹp. Rồi cái này pad Pusi dàn khoen đây. Rồi cái này để cho anh em giá là 400k, mã 31. Tiếp tục mã 32. Cái này là cứng, là cứng 25 nha. Sút độ dài 3 m, cứng 25. Rồi, tiếp tục mã số 32. 32 là rồi. Tiếp tục mã 33. 33 là một cái cần ISO khoen nhỏ, độ dài là 36 pad Pusi, dàn khoen là Pusi ISO nhỏ. Độ dài 36 nha. Đây, ngoại hình cặp pad Pusi, dàn khoen Pusi sọ. Ngoại hình có sơ xước. Rồi em này mã 32, đột 3, độ dài 36, chất liệu phíp. Đấy, đột rút ra này. Rồi cây này để cho anh em giá là 300k. Đột 3. Đột 3, độ dài 36, pad Pusi, dàn khoen là ISO khoen nhỏ. Rồi giá em này là 300k. Mã số 32. Tiếp tục mã số 33. 33 là một cái cần tay carbon. 33 là một tay cặp tay carbon. Đây, ngoại hình đây. Tay cầm là cuốn chỉ thế này nha. Ngoại hình cần rất đẹp luôn. Độ dài là 5m4. Cái này là độ dài 5m4, chất liệu là carbon sắn vào. Rồi, 50. Em này cứng mấy hát? Rồi, em này cứng là 2,5 hát, chất liệu là carbon sắn vào. Độ dài là 5m4. Hàng nội địa nha. Mã 33. Giá em này là có sơ xước dâm dâm đây. Ngoại hình cần có sơ xước dâm dâm đây nha. Rồi, mã 33. 33 này để cho anh em giá là 800k. Mã số 33. Ừ. Tiếp tục mã 34. 34 là một cái cần ISO khoen, một cái cần Mirup, độ dài là 6,5 m, pad là pad hãng vàng, dàn khoen đây. Dàn khoen là ở xứ xám thế này. Rồi. Cái này là cứng 25, độ dài là 1,65 m, thu gọn 40 cm. Rồi, pad là pad hãng vàng thế này nha. Rồi cái này để cho anh em giá là 250k, ISO khoen nhỏ. Độ dài là 6,5 m, độ dài là 1,65 m, hàng quốc xuất Nhật nha, cần đời cao thế này nè. Dòng này có pha carbon. Mã 34. 250k. Tiếp tục mã 35. 35 là một cái cần tay carbon. Cây này là hàng của thằng Shimano Japan, dòng Super nha, thích hợp cho anh em câu bầu lực. Độ dài là 5m25, cho là 5m3 đi. Rồi. Chất liệu là carbon sáng vàng, có sơ xước dăm dăm nhẹ nha. Cây này vệ sinh lại là lau chùi lại rất mới luôn, mới tanh luôn. Rồi. Độ cứng cây này là 1,5 hát, nhưng mà thích hợp cho anh em đánh bầu lực nha. Dòng này là dòng Super nên anh em đánh bầu lực thoải mái luôn. Hàng Shimano Japan, dòng Super. Rồi hàng đồ địa Nhật luôn. Giá em này là 1 triệu. Lau chùi ra mới long lanh luôn. Mã 35, 1 triệu. Tiếp tục mã số 36. Rồi 36.
Rồi 36 là rồi 36 là cái căn cuối cùng này, độ dài là 6,3 m. Đây qua sapan chất liệu là đây qua sapan này, để em coi. Rồi chất liệu là dòng này là carbon pha, độ dài là 6,3 m carbon pha nha, ngoại hình có xe xước dăm dăm. Rồi mã 36, độ cứng mấy h? Rồi độ cứng em này là 4h, độ cứng 4h, độ dài 6,3 m nha. Đây qua sapan đầu quốc ra rất mới. Rồi em này mã 36, 36 này để cho anh em giá là 500k, chất liệu là carbon pha 36. Đây qua 6,3 m nha. Đây qua sapan cặn phao cổ đài thông minh và một hộp cước cung nhảy. Rồi 36 giá là 500k. Rồi em lên tạm 36 thì cần về cho anh em tham khảo. Chúc anh em là ngày mới vui vẻ, nhiều sức khỏe và gia đình em thật nhiều sức khỏe nha. Anh em là nhớ đăng ký kênh của em và nhấn like nha. Nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0794559193, Zalo cũng vậy 0794559193 nha. Cần em bán ra là chưa bao gồm phí ship là 35 ngàn. Rồi cảm ơn anh em đã xem hết video ạ. Hẹn gặp lại ạ.